không riêng gì dứa, mít, dưa hấu mà thanh long, nhiều loại trái cây của Việt Nam hầu như năm nào cũng bị dội biên vì tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch rất bất bên. Theo Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận, từ nay cho đến cuối mùa trái vụ tháng 6 năm 2022, Bình Thuận có khoảng 300.000 tấn thanh long chờ tiêu thụ. Nếu các cửa khẩu vẫn bị tắt như những ngày qua, nông dân Bình Thuận sẽ thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng thưa quý vị. Vậy đến khi nào thì mới không còn phải giải cứu thanh long và nhiều loại trái cây khác? Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tỉnh Bình Thuận hiện có 13 cơ sở chế biến thanh long sấy khô, sấy dẻo, nước ép thanh long các loại, rượu thanh long, kẹo thanh long. Tổng năng lực chế biến sản phẩm thanh long chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng của toàn tỉnh. 90% thanh long phải xuất khẩu. Người trồng thanh long tại Bình Thuận chỉ hòa vốn nếu bán được thanh long trái vụ với giá khoảng 10.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá bán thực tế hiện nay chỉ khoảng 2.000 đồng một ký. Nhiều chủ vựa thanh long tranh thủ thu mua kích giá lên để nông dân bù đắp thiệt hại. Tuy nhiên, hàng đưa đến gần cửa khẩu thì nhận thông báo cửa khẩu đóng trở lại, phải đổ bỏ thanh long. Nếu lưu kho bãi thì chi phí rất lớn, Xuất khẩu thanh long bằng đường chính ngạch cũng gặp nhiều trở ngại do phí vận chuyển bằng đường biển quá cao, thậm chí cao gấp 4 lần so với đường bộ. Do ảnh hưởng chung, từ năm 2021 đến nay, giá thu mua thanh long ở địa phương giảm sâu. Hiện nay, các doanh nghiệp chỉ thu mua cầm chừng, giá mua thanh long ruột trắng tại vườn khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một ký, mặc dù là hàng trái vụ. Để giải quyết vấn đề trước mắt, nhiều doanh nghiệp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì với các đơn vị liên quan đàm phán với Trung Quốc sớm thông quan cửa khẩu để mạnh tiêu thụ thanh long cho bà con nông dân.